Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Bữa nay là trông anh tươi hơn rồi đấy, đúng không? Mà đi lại cũng nhẹ nhàng. Muốn mà những cái hôm đầu mà cái kết quả mà thấy nó khả quan như vậy á, nó chỉ là bước đầu thôi. Thế còn về lâu về dài ấy, thì là trông chờ vào bàn tay của những người trong gia đình, như là cô vợ này hay là bà chị kia kìa. Đó, những người xung quanh mình. Chứ còn mình làm một hai lần là chưa có thể nào mà khỏi được, mà chỉ là cải thiện bước đầu. Do đó mới cần liên tâm, do đó mới cần là người nhà đi học. Nhưng mà anh thấy tin tưởng ha. Nè, thấy là tin tưởng rồi đấy. Đó, vợ mà cần mẫn như thế kia kìa thì chắc chắn là chồng khỏe. Anh Sơn tiến đi. Anh Sơn nhấc chân cao lên. Đi không cần ai giữ. Trời ơi, tự tin nha. Không nhấc được chân. Không nhấc được chân. Không nhấc được chân lên. Đi tới đi, đi tới đó. Đi tới từ từ rồi giờ lấy chân lại. Lấy chân thì đi được mà. Lấy chân đi tới đi tới. Bây giờ là tự đi nha. Rồi bây giờ tự xoay người nào. Anh ơi, anh tự xoay người đi ạ. Xoay người trước. Đúng rồi, anh cứ xoay người đi, định hướng nào. Không sao đâu. Xoay được, xoay được. Đúng rồi, tự xoay được rồi. Yên tâm rồi. Rồi, khác hẳn rồi nha. Rồi, đúng rồi, gắng lên anh. Đúng rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời, hoan hô. Đây mới là lần thứ 5 nha. Có đúng lần thứ 5 không? Lần thứ 5. Em mừng lắm, nó cũng cải thiện được. Rồi đó, hãy đi chương trình lớn không à. Giờ em thấy em cũng mừng. Em cảm ơn thầy Dư Quang Châu. Ăn thua là em phải hiểu là như thế này. Em hiểu là này này. Đây chính là sự liên tâm á. Và anh ấy khỏe là nhờ em đó. Hoàn toàn nhờ vào bàn tay của cái người vợ với người chị đây này. Đó, đây chính là liên tâm trong gia đình nha. Cảm ơn thầy Du Quang Châu hơn nhiều. Vũ tay xuống đi. Bây giờ mỗi ngày vợ về sẽ làm cho anh. Anh sẽ phục hồi một cách sẽ theo thời gian ha. Tối nay em cũng chờ nóng ảnh hết rồi. Tối nay em cũng chườm nóng ảnh hết với chườm với đá. Tối đá lạnh. Đúng tối rồi. Sáng. Còn dư thì em chườm ngay chỗ chân đá, ngay chỗ lòng chân á cho nó nóng nóng với đậm cảnh nè. Chính xác luôn. Thấy mấy bữa nay nè cũng cải thiện mà giờ ẩm mất tiểu nhiều. Nói cũng có tiểu có hai lần thôi. Bây giờ tối thì tiểu nhiều là chắc nó tống chất độc ra quá. Dạ. Rồi, chúc mừng em. Dạ. Rồi về làm nha. Dạ. Ít nhất là anh cải thiện vận động là em đỡ vất vả. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng. Ít nhất là cải thiện vận động là người nhà đã thấy đỡ vất vả rồi. Đã mừng lắm rồi. Dạ. Ok, mà thấy nhanh chóng ha. Dạ dạ. Mà không phải dùng thuốc. Rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502.
0953 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.